câu chuyện chiếc bình nứt. Ở Ấn Độ có một người gánh nước nọ, có hai cái bình gốm lớn. Mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút, nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gánh nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gánh nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gánh nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường. Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ, bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gánh nước. Người gánh nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường ở phía bên ngươi không? Thật ra, ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gánh nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chiếc bình nứt và người gánh nước trên tuy là một câu chuyện hư cấu, nhưng ý nghĩa của câu chuyện mang lại thật sâu xa và hữu ích. Ngay cả chiếc bình nứt cũng có thể là nguồn sống cho những bông hoa xinh đẹp điểm tô cho đời. Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng đều có những nhược điểm, những vết nứt. Vì vậy, chẳng ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta cách nào đó đều là những cái bình nứt. Nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên hữu ích. Johnny Erickson Tada khi còn bé đã bị tai nạn giao thông. Cô ta đã bị gãy xương cổ, và kết quả là cô ta không thể cử động, cũng như không có cảm giác từ cổ trở xuống. Toàn thân cô bị bại liệt và mất cảm giác. Johnny là một Kitô hữu. Cô đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều để cô được chữa lành. Nhưng thay vì được chữa lành về thể xác, Chúa đã chữa lành cho cô về tinh thần. Johnny đã tìm thấy mục đích sống cho cuộc đời của cô. Thiên Chúa đã sử dụng nhược điểm của cô để truyền cảm hứng và sự can đảm cho người khác.
Ngày nay, Johnny là một họa sĩ. Cô vẽ bằng miệng, đồng thời cô còn là một nhà giảng thuyết và là một nhà văn. Tổ chức do cô thành lập đã giúp đỡ rất nhiều người khuyết tật trên toàn thế giới. Johnny đã viết rất nhiều sách về đau khổ. Cô còn giảng thuyết trên đài radio và chương trình TV. Johnny luôn luôn nhớ tới câu lời Chúa trích trong thư của Thánh Phaolô là: "Ơn ta đủ cho con, và sức mạnh của ta được biểu lộ trong sự yếu kém của con." Johnny tin rằng lời này có thể đúng cho tất cả mọi người, dù người đó có bất kỳ nhược điểm nào. Lạy Chúa, đừng để con phải xấu hổ vì bất cứ nhược điểm nào của con, nhưng xin cho con luôn sử dụng chúng sao cho đẹp lòng Chúa, và cùng với ơn Chúa, con có thể biến đổi chúng thành phương tiện để vinh danh Chúa.